Xin mến chào bà con cô bác và quý mạnh thường quân. Chúc bà con cô bác và quý mạnh thường quân cũng luôn dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong công việc. Thì hôm nay Cường cũng tranh thủ đi làm về sớm, thì hôm nay Cường cũng lại đây một mình. Thì kỳ rồi thì Cường cũng có nhận số tiền đó là anh ba trước kia Trần ở Bắc Cali. Thì số tiền cũng nhận ngay vào ngày 21 tháng 8 2021. Thì đến thời điểm bây giờ thì cũng khoảng tầm gần cũng 3 tháng mấy rồi, chắc 3 tháng mấy rồi. Thì Cường cũng thực hiện xong cái ngôi nhà cũng như là hoàn cảnh khó khăn. Thì ngôi nhà thứ nhất cũng là ngôi nhà chú em, ngôi nhà thứ hai đó là cha mẹ Cường. Thì ở tại vùng Sóc Trăng, thì do cái tình hình dịch rồi và cũng như là trong quá trình thực hiện đi giúp cho bà con thì cũng có nhiều cái gặp nhiều cái trắc trở, thì cũng cuối cùng thì cũng mình cũng đã khắc phục, thì xử lý xong. Thì trước tiên thì Cường cũng xin chân thành cảm ơn bà con cô bác và anh chị ba thì cũng thông cảm cho Cường, cũng do cái thời gian thực hiện cái số tiền để cắt nhà đó thì cũng quá là lâu, thì Cường cũng rất là áy náy. Cũng thật sự thật thì cũng xin lỗi anh chị ba, chúc anh chị ba cũng dồi dào sức khỏe, cũng thông cảm cho Cường. Thì hôm rồi thì Cường cũng có quay cái video cũng hoàn thiện cái ngôi nhà của cha mẹ Cường. Thì bên cạnh đó thì anh ba cũng có nói với Cường cũng có lọt thêm á về cái mái nhà sau, cái mái tôn, cũng như để nữa mình có muốn làm một cái bếp gì đó sau đó thì để dành nấu cơm. Thì hôm nay Cường cũng đã thực hiện xong, thì hôm nay Cường cũng lại để báo cho anh ba xem. Thì cái mái sau này thì Cường cũng đã lập rồi nè, làm mà mình cũng đơn giản thôi. Thì ở sau thì toilet cũng bỏ hổm, cũng sơn màu rồi luôn đó, bà con cô bác đó. Thì cái nhà này thì bộ hổm Cường mua thì chiều ngang thì nó 3 tấm tôn, 3 tấm tôn thì dài nó 5 mét, nó chiều ngang này là 3 tấm nè, ngang là 1, 1, 2, 3 thì nó 2m6, 2m6 thì mình sẽ mua 3 tấm thì có tổng chiều dài nó là 6 mét. Thì cái tôn này á là mình nối từ cái đầu tay đây nè, cái đầu tay này nó dài ra tới cái đầu cuối này á là 5 mét chứ, đúng là 5 mét tới cái điểm hút cái phần cái bức tường chán ở sau đó. Thì ở sau này cũng làm xong rồi nữa, mình làm cái bếp ở khúc sau á, thì nữa mình nấu ở trong là thành một cái phòng đó. Thì không gian ở phía bên trong á thì cũng hoàn thiện hết rồi đó, cũng khá là đẹp. Mình nhìn ở xa xa đó là cái phía cái máy kết đó, cái kết mà kỳ gọi anh ba có kêu Cường làm khúc sau đó. Đó, cũng nhìn cũng rất rõ. Còn bên đây là cái cầu tắm mà cổ hổm cũng sơn màu rồi luôn nè, thì làm cũng sạch sẽ ở đây, cũng có nước luôn rồi. Bảo hổm thì bây giờ thì điện điện nước cũng đầy đủ hết trơn rồi. Thì bên đây cũng kèo kèo cây và đòn tay cây luôn đó, thì Cường cũng làm rất là chắc chắn. Cũng như là không còn sợ mưa gió nữa ha, thì cũng bảo đảm cái gió mưa. Còn Cường có chở cái cây thêm cái cây cái kèo cũng dài nè, nhưng mà chưa có xài tới. Để mình quay cũng sơ lược lại cái ngôi nhà đó xong cho bà con các bác. Cái cửa đó nữa mình đem ra sau con các bác. Thì nhà cũng xong hết rồi. Bây giờ mở điện.
mở cho nó sáng rồi đây em. Thì hôm nay thì Cường cũng trở lại cái cũng như quay cái cảnh làm cái phát sinh của cái nhà sau thêm chỗ từ tấm lòng của anh chị ba chất kia Trần ở Bắc Cali. Thì hôm nay Cường cũng hoàn thiện xong. Thì trước tiên á thì Cường cũng thay mặt quý gia đình cũng chân thành cảm ơn anh chị ba, cũng chúc anh chị ba cũng dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong công việc. Thì hôm bữa nay thì cha Cường cũng đi làm rồi, mẹ cũng bệnh, thì cho nên thì cũng nhà thì cũng chưa có lại ở, thì có thể là vài bữa nó tết tây thì Cường mới mua giường này kia đó, cũng lãnh lương nó mua giường rồi để mình dọn qua mình ở tại nhà. Dưới đây kiến nó cũng nhiều lắm, ở đây toàn là kiến lửa không à đó. Thì cho nên nó thì cho nên nó ngủ mình ngủ không dưới đất đó, nó mình cũng sợ kiến đó. Thì để vài bữa nó Cường mua giường rồi xong rồi thì dọn qua mình ở luôn. Mấy cái gài kiến ở đây kiến dữ lắm mà con bác. Nè, nó đục ở trong nhà nè, thấy không? Dưới này nè, làm ổ quá xá luôn rồi, bởi nên mình ở đây không biết sao kiến quá. Nào, chỗ nào chỗ nấy nó cũng bò lên khên ở ngoài này nè, chỗ nào cũng kiến hết trơn mà con bác. Bởi vậy mình cũng không biết, cái này không có giường là thua rồi, ban đêm mình chặt. Ở đây kiến nó bươi ba cái đất nè, đất cái đó đất cái kiến, mấy con kiến nó bươi á, quá xá kiến trên vách nè. Ở đây cái sao quá kiến, nhưng mà coi bà con nó môi tới lủng tường nè, cái này tường mình tô rồi á mà kiến nó môi tới lủng tường luôn, lủng lỗ luôn. Mà xung quanh nhà ở đâu cũng có lỗ kiến nó bươi. À, xa kiến đó. Thì nãy giờ Cường cũng quay sơ lược cái ngôi nhà hoàn cảnh khó khăn đó, là chị ba cũng đã hỗ trợ đó, thì cũng đã rất là đẹp, rất là khang trang. Thì đối với hoàn cảnh mà gia đình cũng như là khó khăn hay là ở nhà trọ thì bà con của bác cũng biết mà, hàng tháng này nó tới tháng rất là lẹ, thì ai cũng có mơ ước cũng như là một cái mái ấm, cũng như là về mình ở thoải mái á, thì không tốn nhà trọ, rồi khi mà có trăm tuổi già này kia mình cũng có chỗ, cũng như mình an cư, người ta gọi là an cư mới được là lập nghiệp. Thì nói chung thì Cường thì cũng rất là cảm ơn tất cả những quý mạnh thường quân cũng đã san sẻ yêu thương trong cái thời gian qua. Thì Cường cũng đi giúp cho bà con. Thì cũng có rất là nhiều người hỏi Cường sao lúc này không có đi giúp bà con. Thì do cái trong quá trình Cường làm thì cũng nó cũng có nhiều cái thuận lợi mà cũng có nhiều khó khăn. Thì bên cạnh đó thì Cường cũng rồi cũng bị cái bị F0 đó, thì cũng khá là lâu. Rồi khi mình về rồi mình cách ly á, thì cũng có rất là nhiều cái trường hợp mà khi mà mình về rồi đó thì vẫn tái hiện lại cái bệnh đó nữa nghe bà con các bác, chứ không phải mình điều trị xong là dẫn hết. Thì cho nên đó, những cái hoàn cảnh mà mình đến mình giúp á, mình giúp mình trao cái tấm lòng của quý mạnh thường quân á, thì có thể là mình bị dẫn còn bị nhiễm cái con virus đó, thì mình truyền đến người ta nữa thì cũng rất là tội cho người ta. Tại vì những hoàn cảnh thì những người già, những người bệnh, rồi những người sức khỏe nó yếu, thì mình đi chủ yếu là đến những cái hoàn cảnh đó. Thì không may á, mình đi làm từ thiện mà lại mà trao cái tấm lòng á, không may á mình lỡ đem cái covid đó dính cho người ta, thì khác nào mình cũng là cái mình cũng là bị mang tội luôn. Thì cho nên mình muốn đi giúp bà con thì mình phải bảo đảm sức khỏe, rồi phải đi test thử coi mình có đạt cái tiêu chuẩn đó không, mình mới dám đi giúp cho bà con. Thì xong rồi thì cũng mấy tuần nay thì Cường cũng còn đau ngực hoài mà mình cũng chưa có đi test đó, thì cho nên Cường cũng không có dám đi giúp cho bà con.
Thì sau khi cái ngôi nhà cũng như được hoàn thiện rồi đó, thì nhà cửa ở đầy đủ rồi đó, thì nửa tường cũng sẽ đi giúp cho bà con những cái số tiền mà còn Cường còn giữ lại. Thì số tiền còn giữ lại thì cũng có một, cũng còn hai cái quỹ, đó là có quỹ chỗ anh chú Bủ, anh Đông Nguyễn Dành Quý thì cũng còn chút đỉnh đó, thì có thể là Cường và còn một cái quỹ riêng cũng đó là anh Quý, thì nữa có thể là Cường đi trong trong Tết này luôn, cũng như cái hoàn cảnh nào đặc biệt đó thì mình sẽ mua giống như nhu yếu phẩm hay là gạo gì đó mình gửi đến cho bà con, cũng như mình có một chút quà để mình ăn Tết san sẻ cùng gia đình. Thì do tình hình dịch bây giờ thì cũng rất là nhiều bà con cũng đi kiếm tiền cũng rất là khó khăn, thì đặc biệt là những người già neo đơn rồi những người hoàn cảnh khó khăn, nói chung là khá là nhiều. Thì hôm nay Cường cũng kết thúc cái video, thì cũng rất là chân thành cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân cũng đã san sẻ yêu thương cái phần nào bà con quê hương nghèo ở Sóc Trăng, thì đặc biệt thì trong đó cũng có một phần nhỏ thì trong gia đình Cường thì cũng được có một phần quý mạnh thường quân hỗ trợ. Thì nữa gia đình thì Cường cũng về đây thì cũng như nấu ăn cơm mà dọn, có thể là mình làm thêm mâm cơm nữa, mình cúng nữa. Thì bên cạnh đó thì Cường cũng sẽ làm một cái video cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân cũng đã yêu mến Cường trong thời gian qua. Thì tất cả quý mạnh thường quân thì cũng đã yêu mến Cường cũng rất là nhiều, cũng như anh Đông Nguyễn, rồi chú Bủ, anh Quý, anh chị Ba, nói chung là cũng rất là nhiều quý mạnh thường quân. Thì nữa Cường sẽ làm cái video cũng như để Cường nhớ lại những cái kỷ niệm, những cái ngày đầu mình có một cái cơ duyên đến giúp bà con. Thì xin Cường cũng xin kết thúc video tại đây, chúc bà con cũng luôn dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong công việc cũng như chuẩn bị đón xuân 2022. Chúc bà con của bác nhiều sức khỏe.